nụ cười niềm vui sáng trưa chiều, vượt mọi gian khó bao điều, buồn vui bên nhau mãi tình yêu. Gia đình là nhà, là một nơi an yên lo lo không phải ngờ. Gia đình là mẹ, là ba là con là chúng ta. Dù một ngày bước trên con đường dài, được vẽ mơ ước tươi sáng tương lai, và một ngày sẽ quay lại đàn viên hạnh phúc thiêng liêng cuộc sống. Mời quý bà con hướng mắt về sân khấu để ngắm nhìn nhan sắc của công chúa xinh đẹp Hoài Hưng của má Tám. Chị Hoài Hưng, ai trang điểm cho chị mà đẹp nhất nách luôn á? Trời ơi, còn ai nữa, ai trồng khoai đất này chính là má Tám. Đẹp không, đẹp không, đẹp không? Dạ, đẹp nhất nhất luôn. Trời ơi, má Tám mà. Má Tám phải trang điểm cho Hoài Hưng phải xinh đẹp vậy đó, giống như là công chúa ngủ trong gừng vậy đó. Con không có coi chuyện cổ tích, nhưng mà con thấy má Tám á, trang điểm đẹp nhất nhất luôn á. Phong. Dạ. Thấy chị đẹp không? Thì nhất nhất. Nhất nhất là cái gì? Tự nhiên ông này như cái người gỗ vậy. Đẹp hay xấu không biết nữa. Nhưng mà không, nhưng mà em thấy chị á, đẹp bá chép bù chét luôn á. Ủa, chuẩn bị quà xong hết chưa tụi con? Dạ rồi. À, má Tám, con tí nó kêu á, chờ nó qua đi nữa, cho nó vui. Con lùng má tử này lâu lắc. Ê, mày nói ai lùng má tử? Con nói mày á. Mày thử đứng lên xem, ai lùng hơn? Chưa biết ai lùng hơn à. Tao lùng má tử được chưa? Mệt. Trời ơi, bữa nay bé Tiến mặc cái đầm dễ thương quá ta. Dạ, con lùng má tử bữa nay mày đặt mặt đầm màu hương. Kệ tao. Thôi, mọi người đến đông đủ rồi, tụi mình đi nha. Đi ăn sinh nhật thôi. Dư Hoài Hưng. Hả? Em thấy chị đẹp bá chế bù chét luôn á. Trời ơi, Hưng ơi, bá chế bù chét hoài. Hồi trễ giờ sinh nhật bây giờ. Đi lẹ lẹ lẹ. Dạ, dạ, thưa má Tám con đi. Thưa má Tám con đi. Dạ, thưa má Tám con đi. Đi con. Đi sinh nhật vui vẻ nha mấy đứa. Dạ. Trời ơi, công nhận bữa nay công chúa của má Tám đẹp bá chế bù chét luôn. Mày hả mày? Hả? Mày hả mày? Ui. Ngày hôm nay tao chỉ cảnh cáo mày bao nhiêu đó thôi nha, cái đồ hồ ly tinh. Dụ dỗ chồng tao đem tiền tới đây cho mày, xong rồi mày đi mua đất để mày đứng tên hả? Hèn chi, bà Tám mà có tiền mới mua đất. Bà Tám ơi, tao á, hôm nay tao sẽ tao nó bị một lần rồi, phải biết rút kinh nghiệm chứ. Đi dụ dỗ chồng người ta đem tiền tới đây cho mày, bỏ bùa mê thuốc lú người ta. Được, phải đi tìm người giúp. Chứ mình sao đấu lại. Chờ tôi nghe Tám, chờ tôi nghe Tám. Tao sẽ nói cho cả xóm này biết để người ta không có bị mày bỏ bùa mê thuốc lú nữa. Mẹ hàng tàn mập nó ăn ngon thiệt. Em ăn no bể bụng luôn. Nghe nói không phải mẹ tàn mập nấu đâu, mà đặt người ta nấu á. Hèn chi ngon quá trời. Ủa, chuyện gì vậy? Ví dụ dỗ chồng người ta đem tiền tới đây. Hình như ở nhà má Tám. Tao sẽ nói cho cả xóm này biết để người ta không có bị mày bỏ bùa mê. Bỏ nha mày. Má có sao không má? Sao mấy bà đánh má tôi? Con là con gái của má Tám con hả? Dì á, tới đây đánh má Tám con á, là bởi vì má Tám con đi dụ dỗ chồng của dì. Dì mới cho người tới đánh chứ đâu phải tự nhiên dì cho người đánh. Má của tôi không phải là loại người như vậy.
Con gái cũng lanh quá ha. Ăn mặc cũng đẹp nữa. Bộ đồ này của má Tám không mua cho con hả? Ừ. Nhưng mà dì nghĩ má Tám con làm gì có tiền để mà mua cho con. Chắc cái này á là đi dụ dỗ chồng người ta xong rồi lấy tiền về mua cho con. Bà nói bậy, má Tám của tôi không bao giờ làm như vậy hết á. Bà là ai? Bà muốn em bắt bà bây giờ. Con là con của má Tám con luôn hả? Công nhận má Tám con á có nhiều con ghê á. Chắc bà đi dụ hết đàn ông trong xóm này để đẻ ra tụi con hả? Sao bà dám nói má tôi như vậy? À, cái con bé này! À! Tụi con này! Phong! Phong! Ê nè nè! Cái này là thằng nhỏ nó tự té nha chứ không phải tụi tôi làm đâu à! Đi về! Phong! Phong ơi! Anh Phong! Phong! Bà đau lắm phải không? Thì cũng đau nhưng mà tôi chịu được. Quan trọng là lo cho mấy đứa nhỏ kìa, bà đừng lo cho tôi. Hả? Đứa nào? Đứa nào dám quýnh Phong? Em nói nhỏ tiếng thôi, mấy đứa nó mới ngủ đó. Thiệt tình luôn. Bà Tám. Ê. Cái gì vậy? Thôi, cái chỗ này là cái chỗ đau nhất đó. Bà bị gì vậy? Thì bị đánh chứ bị gì. Bà cũng bị đánh luôn hả? Ai đánh bà? Mày nói chuyện mày để im cái tai mày. Đừng có động tới người Tám nha, nha. Ủa, làm ơn. Bình tĩnh nha em. Bình tĩnh sao được, bình tĩnh gì hai. Người ta quýnh gia đình mình như vậy, mình nhịn mai mốt người ta kéo tới người ta quýnh nữa thì sao? Bây giờ bà trả lời cho tôi biết. Nhưng mà bây giờ mình làm rùm chuyện lên cũng đâu giải quyết được cái gì đâu. Sao không giải quyết được? Bà cứ nói cho tôi biết thì ai quýnh đi. Bây giờ chơi trò đấu mắt phải không? Bây giờ hai người có nói không? Không nói chứ gì? Ê! Út đi đâu vậy? Đi lên thăm Phong chứ đi đâu? Bà nói thiệt cho tôi biết đi. Tiền ở đâu mà bà mua đất vậy? Tiền của ông Nghĩa đúng không? Thì tại vì ông Nghĩa ông cũng muốn cho con bé Hân sau này là có miếng đất đó để làm của mình môn. Cho nên ông ngại với bà, thử ra ông mới nhờ tôi làm vậy. Nhưng mà má con tôi không có cần tiền bố thí đó. Ôi bà ơi, bà không có nghĩ cho bà cũng làm ơn mà nghĩ cho con bé Hân đi. Nghĩ cái gì chứ? 10 năm nay một mình tôi nuôi con bé Hân cũng được mà. Đâu có cần tới ổng đâu. Bà nói với ổng á, đừng bao giờ làm phiền má con tôi nữa. Còn bà á, bà cũng đừng có liên lạc gì với ổng nữa nghe chưa. Nhìn bà vậy tôi xót lắm bà biết không. Tôi biết á, là lần này bà bị đánh quan. Ủa chứ lần trước cũng bị đánh quan mà. Nhưng mà lần này vợ ông Nghĩa muốn dằn mặt tôi, bà hiểu không? Sao dằn mặt bà tự nhiên tôi bị quýnh vậy? Nay anh đi làm về sớm vậy? Về. Cô đi đâu về vậy?
Em mới vừa đi lên chùa, trời ơi, anh công nhận á, thầy chỗ này hay ghê á. Vừa vô một cái á, là thầy biết anh bị dính bùa liền. Thầy còn cho em một lá bùa về cho anh nữa nè. Đây, thầy nói với em á, là phải đưa lá bùa này cho anh. Anh bỏ vô trong bóp á, tại vì thầy nói á, là anh đang bị mắc một cái bùa của ai đó không biết nữa, mà xui khiến anh á, phải đem tiền nhà đi cho người ta. Bây giờ anh cất vô đi. Nè, bỏ vô trong bóp, nghe lời em nghe chưa? Nhớ là cất cho cẩn thận, không có được để cho mất nghe chưa? Cái gì vậy? Mấy chuyện mê tín này mà em cũng tin nữa hả? Thì đúng rồi. Phong, sao không ở trong nhà cho nó khỏe, ra đây chi? Em ra đây hóng gió chút xíu, ở trong phòng ngột ngạt lắm. Xíu về nhà, chị pha sữa cho Phong uống nha. Mà vết thương còn đau lắm không? Em không sao, cũng đỡ rồi. Chị ghét mấy bà đó lắm luôn á, đã đánh má Tám, rồi làm cho Phong bị thương nữa. Bữa nào mà chị gặp lại mấy bà đó hả? Chị sẽ cho mấy bà đó biết tay. Thôi, bỏ qua đi. Sao mà bỏ qua được Phong? Thật ra cái bà đánh ghen má Tám là vợ của ba chị. Dạ. Chị nên khóc thật to để cảm thấy mình khỏe khoắn hơn. Con gái. Ủa, chuyện gì vậy? Chuyện gì mà sao con khóc vậy? Chuyện gì vậy con? Hả? Có chuyện gì đó mà biết nè. Ba. Sao? Có phải cái bà đánh má Tám là vợ của ba không? Tại sao ba lại có vợ? Sao ba không sống chung với con? Sao ba không sống chung với mẹ con? Bà xin lỗi. Bà xin lỗi. Bà con nợ khổ. Con cũng muốn có ba như mấy đứa bạn của con mà. Bà xin lỗi con. Được không? Bà thương. Bà cho tiền con mua quần áo mới con bận ha. Ừ. Con không cần ba cho con cái gì hết. Con không cần tiền của mẹ luôn. Con chỉ cần ba thôi. Con chỉ muốn ba ở bên cạnh con thôi. Hả?
thì mai mốt ba cũng ở chung với con, nhưng bây giờ thì chưa. Con cho ba xin lỗi đi. Không có khóc. Hạnh phúc.